Thưa quý vị, sáng nay Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành y tế đã tập trung cao độ vừa đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch với những giải pháp chưa từng có tiền lệ, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Với 4 đợt bùng phát, ghi nhận hơn 1,7 triệu ca mắc COVID-19, lực lượng y tế với hơn 25.000 người đã được huy động tổng lực. Ngành y tế các cấp đã bám sát diễn biến dịch bệnh để đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp. Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay cũng đã triển khai nhanh chóng và đã có 93,4% dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ liều. Trong giai đoạn bình thường mới, các địa phương cũng đã thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Ngoài phòng chống dịch, thì ngành y tế cũng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế có nhiều chuyển biến. Bộ Y tế xếp thứ 5 về chuyển đổi số, xây dựng và triển khai sổ sức khỏe điện tử, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu được đầu tư giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.